Hindi English của Lạc Lan và đây là chuỗi video chinh phục các năm. Rồi hôm nay mình sẽ đến với episode 141 nhé. Rồi đầu tiên này, câu số 1, các bạn nhớ dừng video lại và tập lần trước rồi so sánh xem đáp án của mình có đúng hay không nhé. Đối với câu 1 thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Bốn đáp án là dạng người ta. Đúng rồi, đại từ đúng không? Đại từ thì mình sẽ xét cho cô là trong khoảng thời gian thiếu bị cái chức năng gì thì mình chọn chức năng đấy vô đúng không? Đầu tiên này mình cùng tìm hiểu với nhau bốn cái chức năng trước này. Chữ C này đóng vai trò là gì nhỉ? Chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ. Còn câu B sẽ đóng vai trò hai vai trò. Đúng vậy, hai vai trò này là gì nhỉ? Đúng rồi, thứ nhất là tính từ sở hữu. Được chưa? Thứ hai là còn là ngôn ngữ nữa. Để ý nhá. Rồi tiếp, còn câu C này nó sẽ là gì đây? Đại từ sở hữu. Nó sẽ bằng tính từ sở hữu cộng với lại danh từ, nhớ nha. Rồi tiếp có câu D này sẽ là đại từ phản thân. Đó. Rồi vậy bây giờ mình lên này, mình xét cho cô này. Mình sẽ thấy chữ before là liên từ dừng đúng không? Đằng sau mình sẽ thấy train là verb chưa? Train somebody này đúng không? Thế bây giờ mình cần cái gì đứng trước verb này nhỉ? À đúng rồi, cần chủ ngữ đúng không? Đứng trước cái verb đó. Thế là mình chọn không? Câu nào là chủ ngữ đấy bạn? Chọn đi bạn. Ừ, đúng rồi, câu này khá là dễ, chọn mình được là câu A luôn không? Được chưa? Rồi mình cùng dịch lại câu này để mình tìm hiểu nó từ vựng nhé. Rồi nó bảo là bạn này sẽ đưa cho mỗi người nhân viên mới được tuyển dụng. Cái chữ recruit này này là nhân viên mới á, nhân viên mới được tuyển dụng á. Được chưa? Rồi một cái cuốn sổ tay của nhân viên ở của công ty, cuốn sổ tay của công ty trước khi cô ta đào tạo họ vào thứ mấy, thứ ba. Đó, vậy đấy là ý nghĩa của câu này. Rồi câu này mình để cái câu từ recruit này là nhân viên mới để dựng được tuyển dụng này. Rồi chữ handbook là sổ tay này. Thế thôi, đấy là nghĩa câu này. Có nghĩa bạn kịp chưa nhỉ? Ừ, được rồi, mình chuyển qua câu số 2 nha. Câu số 2, một câu khởi động khá là dễ thôi, vậy là đúng không? Chị luôn nhé. Câu tiếp theo, câu số 2. Câu số 2, câu này cũng khá dễ luôn. Câu này cũng khá dễ. Tại vì sao câu này nó dễ này? Tại vì bốn đáp án này là giống nhau này. Và mình đang về làm về dạng động từ đúng không? Thì mình lên quan sát này, có chữ gì đấy bạn? Can, đúng không? Đấy, thế vì chữ can này thì cộng với gì? Nó là model verb đấy, can cushion my mind chứ. Thì cộng verb gì? À đúng rồi, chọn được liền là verb. Verb không thế là sao? Đúng không? Verb không, câu nào là verb không đấy các bạn? À chỉ có một câu là verb không, chính xác là câu 7. Xong luôn không? Dễ không? Đó, siêu dễ. Từ này focus on, các bạn nhớ học cho cô nhà focus on. Từ này sẽ thi rất là nhiều, nó sẽ giống là concentrate on. Concentrate on là tập trung vào cái gì đó nha, tập trung vào cái gì đó, tập trung vào cái gì đó. Rồi ok, bây giờ cùng dịch lại từ vựng thêm nha. Cái ông này á thì sẽ nghỉ hưu từ cái vai trò làm CEO của ông ta. Rồi để mà chữ so that thì là để mà nhá, để mà so that là để mà, để mà anh ta có thể tập trung vào cái việc kinh doanh mới của anh ta. Đấy là ý nghĩa của câu này nha. Rồi câu này các bạn thấy chưa, thấy chưa? Ừ, được rồi, mình chuyển qua câu tiếp theo nhé. Câu tiếp theo là câu số 3 luôn này. Câu số 3. Rồi, câu số 3, cái câu này là về gì đấy các bạn? Các bạn có kịp không? Câu số 3 này. Rồi, mình sẽ thấy bốn đáp án là chung gốc từ khác nhau đuôi, xét ngữ pháp đúng không? Lên trước sau phải chấm đừng cho cô. Bây giờ đằng sau có gì thì mình xét đằng trước đúng không? Đằng trước mình thấy có gì này? Có to be luôn chưa? Đúng không? To be này. Đó, thế bây giờ công thức của mình là có to be thì cộng cái gì đây? Đúng rồi, to be thì cộng tính từ đúng không? Còn cái trẻ từ này ở đây là bổ nghĩa cho cái tính từ phía sau á nhá, trẻ từ này bổ nghĩa cho tính từ. Thế có to be thì cộng tính từ, câu nào là tính từ trong những câu này nè? À đúng rồi, chính xác, đuôi thì đây đuôi tờ bồ mình được học rất kỹ rồi đúng không? Là chọn tính từ là chọn câu A luôn, xong chưa? Đó rồi, vậy thì coi cái câu này mình dịch lại một xíu để học từ vựng thôi nhé. Rồi trước khi cái chữ attach này có nghĩa là gắn hoặc đính kèm đấy bạn nhá, là có nghĩa đính kèm hoặc gắn, đính kèm hoặc là gắn. Trong ngữ cảnh này thì các bạn sẽ lấy nghĩa gì này, để ý này, cái màn hình tivi. Thế bây giờ đính kèm thì gặp đúng rồi, gắn cái màn hình tivi vào cái đế trước bài thì chữ stand á, bình thường các bạn chỉ hay dịch là đứng rồi đúng không, nhưng danh từ đây chỉ là đế nhé, cái đế trước bài thì đế gắn tivi á. Thế chưa, trước khi mà làm đúng không, thì hãy đảm bảo rằng là cái đế đấy thì nó hoàn toàn ổn định, nó hoàn toàn vững chãi, chữ stable là ổn định hoặc vững, là vững đã rồi mình gắn không, được chưa? Đó, vững chãi ổn định. Đó, đấy là ý nghĩa của cái câu này. Được chưa các bạn? Kịp câu này chưa? Ừ, kịp rồi thì mình chuyển nhé. Rồi, vậy thì trong cái episode vừa rồi các bạn làm đúng được mấy câu? Các bạn làm